Xin chào mọi người nha, buổi sáng vui vẻ, tốt lành. Đây bữa sáng của mình nha mọi người ơi. Đấy, hôm nay làm bát bún đuôi bò. Thế nhưng mà có khả năng phải làm quả trứng vịt lộn trước. Đây, mua quả trứng vịt lộn này ăn cho nó ấm mồm, lâu lâu rồi thèm quả trứng. Đấy, ok, tôi làm mấy quả trứng. Đây là chẩm chéo Sava TV. Đấy, dầu thơm bữa sáng của mình đơn giản lắm. Làm một chút rượu này để ăn với lại uống với quả trứng. Đấy. Bữa sáng rất là bình dân mọi người nha. Đấy, hấp dẫn không? Tôi làm 3 quả thôi. 2 quả thôi. Đấy, bây giờ bữa sáng cái này thì còn nói năng gì nữa. Còn luôn, mời mọi người nhá. Mời cả nhà nhá. Tôi làm một trứng trước. Đây, trứng nha mọi người. Ăn với chẩm chéo này. Quá rất ngon mọi người. Lâu lâu thỉnh thoảng ăn quả trứng ngon lắm. Làm tí chẩm chéo này vào cho nó đậm đậm. Đấy mọi người, ngon lắm. Bát bún đuôi bò. Ba quả trứng. Ngon chưa? Ngon lắm. Ấm bụng. Đấy mọi người nha, nay quyết định là không đi ăn quán nữa, ở nhà nấu lấy ăn đấy mọi người. Rất ngon. Quả trứng này ngon là nó ròn dưới nước mà không ngộm phí đấy mọi người. Ôi giời, đây đây mọi người nha, cái đuôi bò này mọi người ơi, giá trị không. Tuyệt. Bữa sáng đạm bạc quá.
Bữa sáng quá đạm bạc, chấm cái thịt chập chéo này xem nào. Ngon lắm. Hầm ăn nó đã. Ngồi giúp cả anh mãi cắt hết cái đi. Sinh ra được tác được của Khách à? Mẹ chạy ra rồi. Đấy mọi người ăn sáng nhưng mà nhà bán hàng thì nó bận. Bà xã là phải chạy ra. Đấy anh em nha. Vui rồi. À, bún vợ nấu. À. Ăn xuống chấm thì đây anh em này làm cái chồng chéo ở Sapa này ở mình chấm ngon mình vào mạng mình mua chồng chéo này là đợt trước mình mua bị giả đấy mọi người, giờ nó kinh lắm. Hỏi ghi số tí nữa, ghi số cái gì bấm xong một con một lên. Wow, đã lắm. Ngon. Anh em thấy cuộc sống của mình nó có giản dị không? Quá giản dị đây anh em. Ủa, cái đuôi bò hầm nó ngọt lắm mọi người, ăn rất ngon. Mình thường thường là cứ chia sẻ những video đó gọi đời thường nó sống giản dị bình thường không, chứ nó không phải là cao sang. Đấy, mọi người xem thì đấy cái cuộc sống của mình nó chỉ vậy thôi. Mọi người xem là nếu mà ấy cũng phải thông cảm. Chứ mình là mình không không chia sẻ mí mèo lắm đây mọi người nhá. Đây bỏ đây. Ôi mà mọi người đăng ký ủng hộ kênh mình nhá. Đấy bữa sáng chỉ có vậy thôi mọi người. Xin chào nhá.